Nè, này ngất thêm nè. To khổng lồ. Ôi, ở đây còn một củ nữa. Ôi, ở đây lại một củ nữa. Củ này bé hơn rồi. Ôi, bên cạnh này lại một củ nữa. Chúng một ổ măng rồi. Một củ bé bé. Ôi, ở đây có một cây, ở đây có một cây nữa. Nào luôn. Ở đây lại một củ nữa rồi. Hôm nay bội thu măng rồi. Con rắn.
Mà chì vậy anh? Thôi có chì ra anh xì nè lúc. Cây này là cây gặp thứ hai. Lúc này nó già nó ăn cái này nó ngọt ngọt luôn nó. Ăn gì ăn tia cái bạn gốc này nó chỉ ăn được bọn này không nhỉ, ăn ngọn này không, bọn này ăn chơi rồi nhỉ, không ăn sống luôn, luộc cái này xoan xoan này chỉ ăn được cái ngọn này thôi. Cái gốc kia nó ăn như mía mà nó ngọt như mía. Luộc lên để chấm. Nó cứng, nó không giòn. Đúng như cái này thì nó được ăn nhiều này. Bởi vì cái kia đoạn gốc nó nằm đào sâu à. Tay đen hết rồi, đợt đi lấy về đánh xì.
ban cầm liêng luôn. Nó chưa phải là măng đắng, măng này còn ở dưới đất gọi là măng ngọt rồi. Từng phong quân phong tham quân nhưng mà khẩn thật ra là phải không đúng đúng rồi, không phải mà cô đừng ăn à. Ừ, cái này ngắm ăn khô cương cả nó ba lần đây làm thành quả tao cũng được phải làm đây thằng này cũng may mắn không này cũng còn chả thấy đồn rộ mênh mông trong khi giờ chỉ có tâm ăn tâm kiểu ăn mà không nhận nữa đâu mà.